Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Nhảy đây, nhảy đi anh em ơi, nhảy lên, nhảy lên. Tăng 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 tăng. Anh em ơi, nhảy lên, nhảy đi. Ôi mệt quá mấy ông ơi, tính ra là mấy ông đang vào đây để thi đấu với nhau á, chứ không phải là mấy ông đang vào đây để vui chơi đâu, mà mấy ông nhảy quẩy đồ kiểu mà vui dữ vậy. Ok và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và lại là mình, Phong Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Minecraft đây em ơi. Và hôm nay chào mừng tất cả mọi người đã đến với trò chơi con mực phiên bản Minecraft. Ghê chưa? Thì hôm nay nè bạn ơi, như anh em cũng đã biết á, thì Hero Team mình dạo gần đây đang có một cái đang có một số những cái trò chơi mang tên là trò chơi con mực á anh em. Thì mình thấy cái này khá là vui, cho nên là mình thấy cả team làm hết trơn mà mình chưa làm. Có nhiều bạn bảo mình là anh Phong ơi, sao anh không làm trò chơi con mực đi. Cho nên ok, nếu như bạn thích thì mình sẽ làm nha. Nhưng mà mình nói rồi, trò chơi con mực này là những trò chơi do team mình tự nghĩ ra nha các bạn nha. Cho nên là mấy bạn xem video, mấy bạn có thấy cái nào mà nó không giống trong phim hay gì ấy, mấy bạn cũng đừng thắc mắc nha. Ok, thì không nói nhiều nữa. Trước khi vào video này, các bạn đừng quên lại để cho Phong một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên lại của bên kênh YouTube của tất cả thành viên của Hero Team để đăng ký họ cho mọi người nha anh em nha. Okay. Và quên mất anh em ơi, là hiện tại bây giờ là Hero Team đang có 8 người đúng không? Thì cái trò chơi con mực này nè là sẽ có loại người chơi ra các kiểu y hệt như là thật luôn nha các bạn nha. Có nghĩa là ví dụ như trong đây, nếu như mà Kairon bị loại đi thì tập sau Kairon sẽ không xuất hiện nữa, hoặc là Mr. Dịch bị loại thì Mr. Dịch sẽ không còn xuất hiện nữa nha các bạn nha. À, ok, rất là căng thẳng luôn. Và người nào giành được chiến thắng cuối cùng trong cái trò chơi con mực này, người đó sẽ là người đạt được giải thưởng, đó chính là 1 triệu đồng. Wow. Rồi 1 triệu luôn nha, 1 triệu không phải ít đâu nha. Ok, rồi không nói nhiều nữa, còn bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu vào video nào. Let's go. Rồi ok, chúng ta sẽ cùng nhau đến với trò chơi đầu tiên của trò chơi con mực nào anh em ơi. Thì như anh em đang thấy thì đây, anh em thấy cái cảnh này quen không nào? Đúng rồi, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với trò chơi đầu tiên, đó chính là trò chơi tắt kẹo mọi người ơi. Nhưng mà do là ở trong Minecraft mẫu giáo. Nhưng mà do là trong Minecraft á, không có kẹo để tách, cho nên là chúng ta chỉ có thể là tách cát thôi nha các bạn nha. Bạn coi là đây, mình có chuẩn bị rất là nhiều những cái cục cát, có những cái hình thù khác nhau nữa. Bạn thấy không, có hình ngôi sao nè, hình tam giác nè, rồi bên kia hình vuông nè, đó rất là nhiều luôn. Và sao anh? Bên sao ở trong này còn mấy anh hình trái tim vậy? Hả? À đúng rồi, quên giới thiệu với mọi người, đây chính là anh trái tim đó. Như các bạn biết á, thì các bạn coi video của Hero Team, bạn sẽ biết là video của Hero Team có những cái anh là anh hình tam giác nè, anh hình vuông, anh hình tròn đúng không? Còn riêng video của Phong là khác biệt rồi các bạn không? À, anh hình trái tim đó, dễ thương các bạn. Hello bạn nhỏ. À, bởi vì sao? Bởi vì đối với Phong đây là một cái trò chơi rất là gọi là vui vẻ, không hề gọi là có yếu tố gọi là kinh dị hay gì hết trơn, các bạn yên tâm nha. Đó, rất là vui luôn. Ok. Và để xem coi liệu rằng ai sẽ là người thua đầu tiên và sẽ bị loại bỏ đầu tiên trong trận đấu đầu tiên đây. Không ơi, anh nhìn mấy cái hình này nó khác nhau không công bằng gì hết trơn vậy? Hả? Mấy cái hình này thì nó sẽ có độ khó khác nhau và chúng ta cần phải rút thăm để chọn hình anh ạ. Đây, ở chỗ này nè, mọi người tập trung lại đây. Đây, tôi xin giới thiệu với mọi người, ở chỗ này tôi đã chuẩn bị một cái máy rút thăm. Thì cái máy rút thăm này á, khi mà mọi người bấm vào trong cái máy này á thì mọi người sẽ được một cái hình tương ứng, thì người nào được trúng hình nào thì người đó phải tách cái hình đó, hiểu không? Ok. Ví dụ nha, cái này không chơi gian lận được nè. Không nè, xui là bốc vô cái hình xấu đúng không? Đúng rồi, bây giờ mọi người coi tôi nè, ví dụ như tôi đầu tiên tôi bấm nè, đó, dịch đây. Rồi ok. Đây là hình của tôi nha, để xem tôi trúng hình gì nha các bạn nha. Ui, tôi trúng hình vuông mọi người ơi. Yes. Hình vuông. Rồi, yeah. Rồi thì tôi đã rút thăm thì tôi là được hình vuông nè. Bây giờ tới lượt anh Mr. Dịch đây. Mr. Dịch rút thăm thử cái hình gì đây. Bàn tay vàng trong làng rút thăm. Hãy nhìn đây. Ok. Cha pưng. Ha ha ha. Hình gì, hình gì, hình gì? Đây gì vậy? Hình của mình đâu ta? Đây, hình của mình đây. Đây, hình mình đây. Ui trời ơi, hình này dễ nha, hình này còn dễ hơn hình của em luôn á. Ok rồi, tiếp theo là Kairon đi, Kairon lên rút thăm đi. Để mình bạn ơi, để mình vậy coi nhân phẩm nè, nhân phẩm. Rồi ok, để coi cái hình là gì. Wow! Hình ủa đâu rồi? Hình đâu? À đây, cái này nè, dấu bằng. Hợp lý, cái này cũng dễ. Trời ơi.
dấu bằng thì nó còn dễ hơn hình của Mr. Dịch luôn bạn ơi. Trời ơi, cái non sướng quá à. Ok rồi, tiếp theo là Siro đi. Siro rồi, Siro rồi, Siro rồi. Siro rồi, bấm nha, bấm nha. Rồi đó mày. Ờ bấm đi. Số thì đây là ra con máy, ra con máy. Yo yo. Tại sao Siro? What the hell? Tại sao Siro lại được con số dễ nhất? Siro lại được cái hình dễ nhất vậy trời? Nghe Siro mà chụp hình đó, anh chưa trời. Cả dừng lại, tôi nghi cái này, tôi nghi nha. Tại sao hội anh em tàn hình dễ không vậy? Tại sao? Tại sao? Không hề nha, không hề nha. Bọn tôi gọi là chơi đàng hoàng, mà tôi bấm random đàng hoàng nha, không hề trang nha. Ok. Random mà. Rồi bây giờ Camui đi, Camui bấm đi. Đây để Camui nha, để Camui nha. Camui bấm đi. Rồi ok, nó chính là dấu gì đây? Tam giác à. Ôi, tao nhớ bằng dễ, tao nhớ bằng dễ. Mày, sao mày bấm gì đây? Hình dây, hình dây. Trời ơi, hình này. Ồ, này, ồ, vẫn được, hình tròn, tròn, cái tròn đúng không? Hình này là, hình này hơi bị khó luôn. Sao? Hình tự giác đó, Sam. Ôi, con nhớ hình khó rồi. Hình này hơi bị khó đó. Ok, Simmy kìa. Sim là đâu tìm? Hình như là em cảm nhận là cái này giống nhân hay sao? Giống nhân thôi, chỉ cần là giống nhân thôi. Giống nhân khó. Hình này, tròn bạch ra. Chạy luôn. Đi đâu vậy rồi? Đi mày giống nhân rồi. Đi đâu vậy? Đi mày giống nhân mới khó nè. Lúc đi. Rồi sao không giống nhân rồi? Giống nhân rồi. Đi mày giống nhân rồi. Gì? Giống nhân rồi. Xong Mimi. Rồi xong Mimi. Rồi xong Mimi. Mimi là người hình khó nhất nè. Rồi người khó tiếp theo là Sammy bạn ơi. Hình của Sam cũng khó nha. Ê nhưng mà khoan, bất công quá. Tại sao ông Rô lại là hình dễ nhất trời? Ai mới tự nhiên mày. Ê mày sắp xếp nha. Tao không biết ở trong nó có cái gì luôn á. Bất công quá cái thời luôn, cái này bất công ghê luôn bạn ơi. Thôi không sao, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chơi tách kẹo nha. À mà khoan, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách để có thể chơi trò tách kẹo ở trong Minecraft nha. Thì trò chơi sẽ chơi như thế này nè. Để các bạn xem đây, ở đây mình có chuẩn bị một cái rương. Thì đây các bạn nhìn trên tay của mình nè, ở trên tay của mình có rất là nhiều sợi chỉ luôn các bạn ơi. Thì những sợi chỉ này để làm gì các bạn coi nha. Trò tách kẹo chúng ta như thế này nè, các bạn có thấy không? Ở đây chúng ta có một cái cục két gọi là màu vàng và màu cam đúng không? Thì nhiệm vụ của các bạn là phải đập được cái cục két màu cam ra. Nhưng mà đập làm sao? Trong thời gian bạn đập các bạn phải đặt được sợi chỉ vào bên trong để có thể ngăn không cho gọi là cái cục két hình cái bánh này bị vỡ nha các bạn nha. Các bạn coi nè, chẳng hạn như ví dụ bây giờ mình sẽ làm thử cho các bạn coi nha. Đấy. Đó, mấy bạn thấy không? Mình đã đặt được vào thấy không? Đó, có nghĩa là mình đã đập cục két ra, sau đó nó có sợi chỉ ở bên trong luôn. Nếu như bạn nào mà đặt sợi chỉ không kịp á, chẳng hạn như là mình chẳng hạn giờ ví dụ đó, đặt không kịp là ngay lập tức là cục két sẽ bị vỡ ra và người đó sẽ bị loại nha. Và người nào mà bị vỡ nhiều két nhất thì coi như là người đó sẽ là người thua cuộc nha các bạn nha. Ok. Và để xem coi liệu rằng trong màn 1 này 8 người bọn mình ai sẽ là người bị loại đầu tiên, các bạn hãy cùng nhau đón xem nha. Và bây giờ thì từng người sẽ thi đấu nha. Ok, rồi. Bây giờ người chơi đầu tiên sẽ là Siro nha các bạn nha. Tại Siro là dễ nhất. Ok rồi, lên đi đâu. Thì nghe lúc tới hình dễ nhất. Ủa. Nghe nó sao nó kỳ vậy ba. Đây. Xem dễ nhất coi làm gì. Rồi ông này. Lát à, nhanh dùng cái coi. Từ từ anh, từ từ anh. Ok, bây giờ đọc cái này nè. Wow. Được một cục rồi, được một cục rồi nè. Hay được quá. Một cục rồi nè. Hay. Ok, cục tiếp theo nè. Wow. Được hai cục rồi, rồi. Đây, à góc nhìn số 3 rồi là đọc luôn nè. Từ từ, cái này là lỗi của Rô tự đập nha, cái này lỗi Rô nha. Rồi. Rô tự hủy rồi, Rô tự hủy rồi. Còn cái tiếp theo kìa. Cái cuối đúng không? Sao tôi lại đập cái này à? Ok bạn ơi, xin chúc mừng Rô. Đáng lẽ là Rô đã đập được gọi là hoàn thành 4 cục luôn, nhưng mà Siro đã quá nhỏ, Siro lỡ tay đập mất một cục, cho nên Siro đã bị thua mất một cục nha. Ok, Siro lỗi 1. Rồi,
Người tiếp theo sẽ là Mimi nha mọi người. Rồi Mimi lên đi, Mimi. Ủa lên Mimi. Bởi vì là Mimi không nói chuyện được cho nên là mình sẽ đi theo Mimi để lồng tiếng nha các bạn nha. Ok rồi Mimi, chơi đi Mimi. Lồng tiếng luôn hả? Có một cái vậy? Rồi xong luôn, thua hai cục luôn rồi. Rồi tiếp đi. Tiếp đi. Mimi vỡ rồi nha các bạn nha. Vỡ một cục rồi nha các bạn nha. Từ trên đập xuống bà nội. Thôi, từ từ để cho Mimi chơi. Đâu rồi? Ủa dạ. Ôi, đường cục. Một cục. Lỗi chứ ba cục á, rồi. 4 cục. Ôi. Ôi sao đi tới đây? Ủa sao vậy? Sao phải dịch chuyển luôn? Bị lún, bị lún. Ok, tiếp đi. Ôi. Cũng được chứ bộ, Rồi. Ok. Thì để coi Mimi. Được 4 cục. Để coi coi, ở đây mình có để cái hình mẫu nè. Thì ở đây mình có để hình mẫu để coi coi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 cục đúng không? 9 cục mà Mimi chỉ đặt được 1, 2, 3, 4 5. Ok. Vậy là Mimi đã hoàn thành được 5 cục nha các bạn nha. Và bị vỡ mất 4 cục mấy bạn ơi. Coi bộ hơi nhiều nha. Ok rồi. Tiếp theo 4 cục chứ bạn. Xin mọi người. Bye. Nhiều chuyện quá. Rồi ok. Tiếp theo sẽ là người có hình dấu cộng. Hình dấu cộng like ạ. Ai đi qua mà rút cộng lên coi ai là hình dấu cộng à? Rút tờ giấy ra. Ủa vậy hả? Rồi ok. Cố lên nha. Ok bạn hình ơi. Dấu cộng nữa nè. Để chúng ta quan sát xem coi dịch sẽ gọi là chiến thắng cái hình này như thế nào nha các bạn nha. Hình dấu cộng thì rất là dễ luôn các bạn ơi. Phải nói là dễ y hệt như dấu trừ luôn á. Chỉ khó hơn xíu à. Ủa dịch đang làm gì vậy? Lấy cá đi lên trên, đâu là cá lên trên. Chơi phải chiến thuật nữa. Dịch quyết định là gọi là sẽ đập kẹo từ trên xuống dưới bạn ơi. Cố dịch. Đúng rồi, như làm món một lần nữa anh em cũ ấy. Trời đúng quá. Ok, mình nhảy đi anh em mình nhảy. Một cục cho cổ vũ dịch. Nhảy mình nhảy đi cổ vũ. Hai cục. Nhảy cổ vũ mọi người. Căng da. Dịch ơi, nhảy cho em ơi. Ba cục. Trời dịch đúng hết luôn kìa. Trời gì. Một cục. Ôi đau tim quá. Gây. 5 cục. 6 cục. Ôi giời ơi. VIP vô được thứ hai. Quên luôn rồi. Có một được kèo. Quên rồi. Hoàn mỹ. Perfect. Wow. Trời ơi mấy bạn ơi. Anh Mr. Dịch là người gọi là từ nãy giờ 3 người rồi. Anh Mr. Dịch là người đã hoàn thành được một cái hình xuất sắc nha các bạn nha. Đoạn coi nè, thấy không? Không vỡ viên kẹo nào luôn. Đó, hay quá Dịch ơi. Đáng lẽ là Rô cũng không vỡ viên nào đâu. Rô là hình dễ nhất luôn mà. Rô lỡ tay. Em tự hủy lại. Rồi ok. Và người tiếp theo sẽ là hình ngôi sao bạn ơi. Hình ngôi sao của ai vậy? Tôi là hình ngôi sao hả? Sammy hả? Trời ơi, tội nghiệp Sammy bạn ơi. Hình này khó lắm luôn. Mọi người nên nhớ nếu thua game này sẽ bị loại nha mọi người. Buồn lắm luôn, không muốn sao mọi người chứ. Nè mấy bạn ơi, nếu như mấy bạn không biết á thì game này sẽ là như thế này, người nào mà thua là coi như là sẽ bị loại và sẽ không xuất hiện trong video sau đâu các bạn ơi. Bình tĩnh thôi. Bình tĩnh nha Sam. Hay quá. Rồi, bên kia. Cục bên kia để đặt qua, đặt qua được không? Hay phải đặt bên này được đúng không? Từ. Bên đó luôn. Sam à. Bình tĩnh nha. Sam ơi. Gì? Bảo em không biết rằng một điều đó chính là cái hình của em không áp dụng chiến lược của vịt được đâu. Em đang lấy từ dưới lên trên, tại vì dưới mà em trên ok mà dưới hỏng là hỏng cả hai á. Sợ quá. Bình tĩnh rồi. Chết rồi, một cục rồi. Bình tĩnh thôi Sam. Sợ quá. Mọi người im lặng cho Sam chơi. Hai cục rồi, chết rồi. Vỡ hai cục rồi. Cái gì vậy ba? Nãy cầm làm gì thì người ta im lặng nhưng mà. Ui, im lặng có nghĩa là im lặng luôn chứ phải im lặng là bị câm đâu. Rồi xong, ba cục rồi. Xin vĩnh biệt cụ. Ba cục rồi, trời ơi. Sợ ba cục rồi. Ui.
Từ từ, bình tĩnh nha. Ôi từ từ. Hồi hộp quá ba. Rồi xong luôn các bạn ơi. Để mình đếm coi, hiện tại là ở đây đang có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 cục. Thì Sammy đã đập được 1, 2, 3, 4 Sai 5 4 rồi. Ở đây có mấy cục? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ồ, vậy là Sammy sai 4 cục mấy bạn ơi. Sammy đập được 4 cục và sai 4 cục nha các bạn nha. Ủa khoan, sai 4 cục hay sai 5 cục ta? 5, tôi đẹp 5. Ây, trời ơi các bạn ơi, Sammy đã thua rồi. Sammy đã làm vỡ mất 5 cục lận các bạn ơi. Thiệt luôn á, không thể tin ông được. Ông sao vẫn còn mấy người nữa chơi mà, bình tĩnh mẹ. Thôi rồi Sammy, yên tâm đi Sammy, cái hình của mình là hình khó mà đúng không? Cho nên là mình bị vỡ, mình bị vỡ mất mấy cục đó là chuyện bình thường mà. Không sao đâu Sam, yên tâm. Rồi ok, người tiếp theo sẽ là hình tam giác. Là hình của ai? Camui đúng không? Camui, hồi hộp quá, mồ hôi ra cái tay rồi này. Rồi, cố Em quay, em rung lắm chị ơi. Rồi, Camui ơi. Đầu tiên này, Camui không thèm gọi là chơi chiến thuật bắt cao luôn. Camui chơi ở dưới luôn. Ok. Một, rồi. Hay quá chị ơi. Hai cục. Thôi trời. Ôi trời ơi. Không bị bỏ viên đạn luôn nha. Vỡ một viên rồi. Ui bro vậy? Đi rồi. Ui. Ui rồi. Mất một viên, một viên. Mất một viên mấy bạn ơi. Vậy là chị Camui. Vậy là chị Camui đã bị mất một viên nha các bạn nha. Ok, Camui vỡ mất một viên kẹo. Rồi ok. Không sao. Vỡ một viên mà. Ok rồi. Người tiếp theo sẽ là hình vuông. Hình vuông là mình đúng không ta? Ờ đúng rồi, tôi. Tôi nha mọi người. Để tôi chơi cho mọi người xem. Ok, thế mình nhảy mình cổ vũ không cần nè. Nhảy lên đó. Đúng rồi. Nhảy lên cây. Cổ vũ mình. Ok rồi, tới lượt mình nha bạn nha. Hình vuông hả? Mình sẽ chơi chiến thuật là ở trên cao trước. Đó, tại vì ở trên cao nó bị vỡ thì bên dưới giờ vẫn còn dùng được. Ok, để mình thử nha các bạn nha. Cố lên, hồi hộp quá. Hey! Hay quá bố ơi, hay quá. Một cục không bị vỡ các bạn ơi. Bạn biết không, mình đang có chiến thuật này, mình đang có một cái kỹ thuật này chơi hơi bị hay luôn các bạn coi nè. Hey! Yeah! Nghe mới. Hai cục không bị vỡ bạn ơi, hai cục rồi nha. Ok, tiếp nào. Ba cục. Yes. Ok, tiếp nào. Ê, tính ra này, mấy cục dưới này phong. Cái cục dưới dễ mà. Ờ, tính ra dễ luôn á. Nè, nó đào thôi, chỉ cần đào thôi. Phong vừa lỡ tay, phong vừa rồi mà lỡ tay. Không. Em, cái này là em lỡ tay, em đập, cái này là em đập cái cọng bên ngoài, cái cọng bên ngoài. Đập cái dư. Đúng rồi, đập cái dư, còn em đập sai là... Rồi, bây giờ tôi đập mấy cục bên dưới đó là xong. Ôi, thích chung kìa. Đây còn một cục cuối, còn cục cuối nè. Ôi, từ. Ha! Wow! Okay. Hoàn hảo luôn bạn ơi, không bị vỡ một viên kẹo đâu hết, hoàn hảo hình vuông luôn. Yes, ok, mình không bị vỡ viên nào nha, không nha các bạn nha, không. Ok rồi. Ok, vào đây. Simi. À, sao mình cứ lo vậy ta? Ok. Lên Simi ơi, đang bắn lên cao lên, đừng có dễ đúng rồi. Ok. Cố lên em ơi. Nhìn đằng sau lưng Sim, có anh trái tim đang nhìn Sim kìa. Cảm ơn. Thật nghĩ của anh, nghĩ lại chơi cho cẩn thận, không bị loại đấy. Ok. Sim nhớ là Sim mà bị loại là anh sẽ bắn tim. Trời gì vậy, vậy? Trời không, tôi không sợ anh bắn tim, tôi sợ anh lấy dép lào tán vô mặt tôi xong tôi bị loại thôi, tôi sợ. Ủa cái ông làm gì vậy? Nhảy đi cô vũ. Sao Sim mà thua thì là tại Kai nhé. 1, 2, 3. Ok. 1, 2, 3.
ấy ạ, 1, 2, 3. Xui quá à. Ok, không sao, chúng ta còn nhiều cơ hội mà, đúng không? Mình không biết còn nhiều không nữa. Ok. Bên dưới dãy luôn rồi, bên dưới dãy luôn rồi. À, bên dưới là đập thôi, đập. Ok. Em mà tôi thấy tính ra, tính ra cái chữ nhật này cũng không dễ ha. Vậy mà mấy anh vừa vuông vừa nhật vậy lắm. Ok ok. Đó, còn hai cái thôi. Hau phu. Ok. Hey. Còn cái cuối cùng. Vậy là Simmy, mèo Simmy là chị vỡ có một cục thôi nha mẹ nha. Mèo Simmy chị bị vỡ đúng một viên kẹo thôi. Ok. Rồi. Vậy thì anh chàng đang muốn à. Tới được anh chàng cái rồi. Đẹp trai. Muốn bị tới cùng em đi kia là. Bây giờ coi cái NTP nó hiện nè. Vô đấy. Bây giờ tưởng này khó lắm hả? Nhảy cái lấy động lực. Rồi, tiếp tục vô. Một ngày cái động lực thua à? Mày gãy. Cứ bình tĩnh hả? Từ từ, cứ bình tĩnh. Gãy. Gãy. Từ từ. Múa cái lấy động lực lại rồi bình tĩnh nha. Đấy. Rồi. Tiếp. À, lại đây. Ôi. Từ từ. Hai cái làm gì đó cơ? Cứ ăn sai hai cái thì mình vào vòng trong cơ. Ok. Sim, vậy cái là sai hai ba cái rồi đúng không? Ba cái rồi. Ôi, nhanh nữa đây. Ai. Ôi. Ấy chà. Cái sai đi. Trời ơi. No. Không. Ok, Kairon bị vỡ 5 viên kẹo nha các bạn nha. Trời ơi, cái này nó bằng dễ lắm luôn mà vẫn bị vỡ 5 viên kẹo. Thời không hiểu sao luôn. Hay, trời khó thế vẫn làm được đây ạ. Rồi ok bạn ơi, vậy là chúng ta sẽ tìm ra được hai người sẽ phải thi đấu với nhau. Đó chính là Kairon và Sammy mọi người ạ. Ok. Hai người đều rất quan trọng với tôi không thể nói gì được. Trời ơi, đúng thiệt luôn bạn ơi. Mấy bạn à, mình với Simmy là hai người khó xử nhất, biết tại sao không? Bởi vì một người là bạn gái của mình, còn một người chính là bản thân của mình là Kairon, còn Simmy thì một người là chị, còn một người là bạn trai. Liệu rằng đúng rồi. Mất một trong hai cũng không được, mình buồn quá. Hey, thôi được rồi, không nói nhiều nữa, chúng ta rồi cùng nhau đến với màn dòng loại nào. Rồi ok, bây giờ thì đó chính là trận đấu của Simmy và Kairon. Liệu rằng ai sẽ là người giành chiến thắng và bước tiếp màn tiếp theo đây? Rồi, ok, và người đầu tiên sẽ là Sammy. Rồi, bắt đầu đi Sam. Ok. Rung quá. Ôi, từ. Cố lên. Yes. Một viên. Gì vậy? Từ. Ok, một viên. Cố lên. Từ. Hai viên. Yes. Hay quá. Hay quá Sam ơi. Hồi hộp bây giờ cho cai sao cái cái còn viên cuối rồi cho vô. Ui cái này mà thắng là tôi có cơ hội rất là cao luôn á. Cố lên Sam. Cố lên. Từ. Hay quá. Sao rồi. Sammy là full nha các bạn nha. Sammy là full, không vỡ viên kẹo nữa. Hay quá Sammy. Rồi ok. Tiếp theo sẽ là Kairon. Thôi rồi, ok, quyết định thua. Ok, thua. Vậy đi. Viên đầu tiên mà thua là coi như là thua luôn rồi các bạn ơi. Viên đầu tiên thua là coi như thua luôn rồi. Không còn gì để cứu chữa nữa rồi. Ok. Vâng. Mình sẽ nhảy cuối cùng trước khi tạm biệt mọi người. Vậy thôi. Ok các bạn. Rồi xong cái đó bốc hơi luôn. Buồn quá. Ok bạn ơi. Và người chơi đầu tiên bị loại chính là Kairon.
Chiron, người bạn thân nhất của tôi đã phải dừng lại ở màn đầu tiên. Vậy là Chiron đã không có thể lấy được giải thưởng là 1 triệu rồi. Simmy có cảm nghĩ thế nào? Cái của ông được vào vòng trong mình một thương. Mệt không quá. Cái gì? Ừ thì Sammy được vào vòng trong thì em vui thiệt á. Nhưng mà Chiron không được vào em cũng buồn chứ. Chỉ buồn với người bạn thân nhất của tôi vì bạn gái tôi đã được vô. Cảm ơn anh rất nhiều. Thôi chào lao quá. Ok. Simmy à, tôi nói Sim nghe nè. Sim cũng đừng buồn quá, bởi vì là cái này á, thật ra là do Chiron gà thiệt. Ừ, không có cần buồn gì đâu. Sao không buồn chứ? Sim sẽ lấy hết giải thưởng để gọi là cái gì ta? Hồi sức cơ. Ok, à quên, được rồi. Bây giờ như thế này nha bạn nha. Bây giờ như thế này đi, tập 1 á, thì coi như là Chiron nó bị hạ rồi. Thì nếu như mấy bạn nào mà cảm thấy tội nghiệp Chiron quá, mình sẽ cho Chiron một cái gọi sao? Một cái cơ hội hồi sinh ở trong các tập sau. Cơ hội hồi sinh nha bạn nha. Đó chính là gì? Nếu như video này đạt được bao nhiêu like, bao nhiêu ngàn like dịch, bao nhiêu ngàn like? 50.000 like. 50 để giúp 50.000 like luôn á, nhiều chưa? Nhiều lắm. Mày nó khó chứ. Kênh của anh còn được 50.000, của em sao không được 50.000 đâu. Ok các bạn ơi, trong vòng gọi là từ đây đến lúc có tập 2 là mình nghĩ là sẽ tầm đến 1 đến 2 ngày nữa rồi á. Nếu như video này đạt được 50.000 like thì Chiron sẽ được hồi sinh ở màn tiếp theo nha các bạn nha. Còn nếu như mà màn 2 không mà đủ, không được 50.000 like thôi, kẹp. Thì coi như là Chiron sẽ vĩnh viễn không bao giờ được hồi sinh. Vĩnh biệt cù. Ok. Rồi. Và cảm ơn anh em đã xem gọi là trò chơi con mực với phần thi tách kẹo của Hero Team. Thì anh em thấy phần thi tách kẹo này như thế nào, bạn nhớ bình luận cho Phong biết nha. Và sắp tới sẽ còn rất nhiều những cái phần thi khác nữa đang chào đón anh em, đang chờ đón mọi người cùng xem, cùng khám phá với mình nha. Ok, còn bây giờ thì hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Tạm biệt, yêu anh em, bye bye, bye bye. Trời mừng quá, sao mừng quá yeah. Tôi tưởng tôi phải xa bà chứ mừng quá yeah. Mừng quá, anh em tôi bị loại rồi.